Bạn thân mến, nỗi buồn, sự thất vọng, tổn thương, mất mát không bao giờ thực sự biến mất. Chúng có mặt trên cuộc đời này để giúp bạn trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn. Vì vậy, đừng tìm cách chạy trốn, hãy dùng lòng can đảm để đối diện với chúng. Khi bạn học cách đón nhận và chấp nhận mọi chuyện, quá trình chữa lành sẽ bắt đầu. Trong số vlog tối ngày hôm nay, mời các quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe những bài viết chữa lành tâm hồn nhé. Ngày hôm ấy, có một cô gái đã đứng dưới mái hiên rất lâu, ngắm nhìn lên bầu trời. Từng hạt mưa cứ thế rơi xuống, rồi ướt đôi vai, cũng ướt luôn đôi mắt long lanh, đang ngắm nhìn tất cả mọi thứ ngoài kia. Thời tiết vốn không hề đẹp, mưa phùn đầu xuân kéo theo những cơn gió se lạnh len lỏi vào trong tâm hồn, nhưng cô gái đó vẫn đứng dưới mưa và mỉm cười. Vẫn là cô gái đó, chỉ cách đây vài ngày trước, vào một ngày thời tiết nắng đẹp, mây hững hờ, nhẹ nhàng trôi, đang ngồi trong văn phòng làm việc. Câu chuyện của cô gái đó không ai khác, chính là của bản thân tôi. Trong lúc làm việc, nhưng tôi không tài nào tập trung được vào công việc. Dòng thời gian trong tôi cũng đã vô thức mà nhớ đến nhiều năm về trước. Tôi thực sự nhớ bản thân của ngày xưa rồi. Nhớ đến năm đó là một con người không ngừng cố gắng vươn lên vì mục tiêu đã đặt ra. Nhớ đến những đêm thức trắng ôn bài, đầu óc tưởng chừng đóng băng, kiệt sức vì mệt mỏi, nhưng vẫn không chùn bước. Vậy mà tôi của hôm nay lại hèn yếu đến vậy. Thấy khó khăn là lui, thấy vất vả là nản, chỉ tìm kiếm sự nhẹ nhàng, ổn định, hảo huyền cùng với cuộc sống màu hồng. Rồi từ đó sinh ra oán trách mọi thứ, trách sao ông trời bất công, trách sao có sự phân biệt giữa người với người, và trách mọi người xung quanh không ai hiểu mình. Cũng chính lúc này, tôi mới nhận ra cuộc đời đẩy mình đến hoàn cảnh này chính là lúc mình phải bắt đầu thay đổi. Thời gian qua, tôi sống giữa hai luồng suy nghĩ đan xen, chọn cuộc sống bình yên không mong cầu gì nữa, hay bứt phá vươn lên, thoát khỏi vùng an toàn. Thật ra khi bạn còn có sự giằng xé trong suy nghĩ như vậy, thì tôi nghĩ ắt hẳn bạn chưa từng bỏ cuộc đâu. Chỉ là bạn cần một cú hích thúc đẩy bạn có dám bước ra khỏi vùng an toàn mà thôi. Ước mơ của tôi trong cuộc sống này quá lớn, ước vọng của tôi lại quá đẹp. Hy vọng là nhiều đến thế, cuộc sống này còn nhiều ý nghĩa để tôi khám phá tới vậy. Và sâu bên trong là một trái tim vẫn đang âm thầm động viên, cổ vũ tôi mạnh mẽ tiến về phía trước. Vậy thì tôi không có lý do gì để dừng lại ở đây nữa. Dù biết rằng con đường phía trước nhất định sẽ nhiều chông gai, khó khăn trùng trùng, thậm chí sẽ có lúc gục ngã, nhưng tôi vẫn sẽ can đảm hết mình, không ngoảnh đầu lại, kiên trì với mục tiêu của cuộc đời mình. Thật ra tôi cũng không tự tin mình sẽ thành công ngay từ lần đầu. Trên đời này tôi biết rằng cũng không có quá nhiều người vừa làm liền lại lập tức thành công. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng như vậy cả. Không còn con đường nào chính là căn bản bạn không có nhiều sự lựa chọn, nhiều ngã rẽ đến vậy. Bạn chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, từng bước một, chậm chậm tiến lên. Thậm chí phía trước có thể còn không có đường, vậy chả nhẽ bạn liền không đi nữa sao? Phía trước là ngọn núi to lớn, bạn thấy thế đã nản chí rồi sao? Cuộc sống này ít ngọn núi sao? Cuộc sống này không có khó khăn sao? Không đâu, bạn luôn phải chuẩn bị tâm thế khó khăn sẽ thường trực trên mọi hành trình của cuộc đời. Nhìn theo chiều hướng khác, những người có quá nhiều thứ để mất thì càng khó khăn để bắt đầu một con đường mới. Tôi chính là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Tôi đang có một công việc hành chính ổn định, một cuộc sống mà người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng thật bình yên. Có gì đâu mà còn phải bước ra thay đổi. Nhưng từng ngày trôi qua, tôi lại càng nhận ra đó không phải là chính mình. Tôi đã sống vì kỳ vọng của người khác quá lâu rồi. Sau này tôi nhận ra mình không còn phù hợp với ngành mà mình từng học nữa. Tôi cũng từng là sinh viên ưu tú, đạt được thành tích trong học tập. Tất cả những điều đó không làm tôi tiếc nuối sao? Tôi không lo lắng khi bắt đầu lại sao? Có tiếc nuối và lo lắng chứ. Nhưng tôi càng sợ một bản thân chùn bước, một bản thân vứt bỏ đi chính mình trong quá khứ. Tôi lại càng sợ tương lai sống một cuộc đời vô nghĩa. Chỉ đơn giản là sống để tồn tại. Thời gian qua tôi đã sống quá phụ thuộc vào sự công nhận của người khác và quên đi chính mình. Nếu mọi việc không như mong muốn, các bạn hãy cho bản thân thời gian được nghỉ ngơi và khám phá chính mình, từ đó tìm ra lối đi riêng. Mỗi người chúng ta khi đến thế gian này nhất định đều mang trong mình một sứ mệnh. Cuộc sống này hạnh phúc nhất khi bạn được là chính mình. Tôi vẫn luôn tin rằng cuộc sống này rất công bằng. Bạn cố gắng bao nhiêu nhất định sẽ được đền đáp lại xứng đáng. Nếu trong tim bạn đang có bão giông thì ngày có nắng cũng không thể yên bình được. Ngược lại, ngày mưa gió hôm ấy lại rất đẹp vì tôi đã dám bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp tục trên chặng đường hoàn thành ước nguyện ban đầu.
Chúc cho mọi cô gái trên thế gian này đều xinh đẹp tựa hoa, nhẹ nhàng tựa mây trời và tỏa sáng tựa ánh dương. Mỗi người bạn gặp, mỗi một mối quan hệ sẽ cho bạn những gia vị, trải nghiệm, cảm xúc khác nhau. Nó có thể là niềm vui hay nỗi buồn, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, tốt hơn trong mối quan hệ sâu và hạnh phúc, vững vàng ở bến đỗ cuối. Tuổi trẻ của bạn một hay hơn một? Tuổi trẻ của bạn một hay hơn một người để yêu? Tuổi trẻ của bạn một hay hơn một công ty để gắn bó? Ít nhiều những câu hỏi này đã từng thoáng qua trong mỗi chúng ta, hoặc nó đã theo cùng chúng ta trong suốt quá trình trưởng thành của tuổi trẻ. Có người nói thời sinh viên phải trải qua ít nhất một mối tình, để bạn được đắm chìm trong cái cảm giác cùng nhau đọc sách ở thư viện, cùng nhau nghe một bản nhạc, cùng nhau đi dưới cơn mưa rào, cùng nhau phấn đấu giúp người kia tốt hơn. May mắn tôi đã được tận hưởng giai đoạn đó, thừa nhận nó cũng chỉ diễn ra trong vòng 5 tháng. Từ đó tôi chưa sẵn lòng để đón nhận một mối tình mới. Trái ngược với tôi, có người chìm đắm trong mối tình đầu 10 năm. Cả hai cùng trải qua giai đoạn đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Cả hai cùng trải qua giai đoạn khó khăn nhất của tuổi trẻ. Rồi khi cả hai đã dần vào quỹ đạo, cuộc sống ổn định tiến tới một giai đoạn mới, thì họ lại tan vỡ. May mắn hơn, có người chỉ cần một là đủ để họ có một cái kết đẹp trong tình yêu. Nếu là bạn, bạn có muốn mình là nhân vật chính trong ba câu chuyện trên? Trải qua một mối tình ngắn để từ đó một mình bước đến tuổi trung niên, hay dành cả thanh xuân để rồi bắt đầu lại mọi thứ ở độ tuổi 30? Tôi thì luôn hy vọng bạn sẽ là ở trường hợp còn lại, có một cái kết thật đẹp. Với tôi ước mình không là nhân vật chính trong những câu chuyện trên. Tôi muốn được trải nghiệm nhiều điều trong cuộc sống, kể cả tình yêu. Mỗi người bạn gặp, mỗi một mối quan hệ sẽ cho bạn những gia vị, trải nghiệm, cảm xúc khác nhau. Nó có thể là niềm vui hay nỗi buồn, nhưng chắc chắn nó sẽ giúp bạn trưởng thành hơn, tốt hơn trong mối quan hệ sâu và hạnh phúc, vững vàng ở bến đỗ cuối. Tuổi trẻ của bạn một hay hơn một công ty để gắn bó? Được lựa chọn, bạn sẽ chọn làm việc ổn định ở một công ty lâu dài hay hơn một công ty để tìm cho mình có những trải nghiệm, giới hạn, thử thách bản thân. Chọn một công việc, công ty đôi lúc nó như một người để yêu vậy. Bạn sẽ chọn thu nhập, người yêu mình hay đam mê, ví là người mình yêu. Trung bình một ngày chúng ta dành 8 đến 10 tiếng ở công ty, vậy nên khi chọn một nơi như ngôi nhà thứ hai để gắn bó ngoài thu nhập, đam mê, bạn sẽ phải cân nhắc kỹ như thu nhập, đồng nghiệp, môi trường, chính sách, hoàn cảnh bạn lúc đó. Với mình, nếu có cơ hội, mình cũng sẽ sẵn sàng được thử sức bản thân ở những lĩnh vực mới, vị trí mới để biết mình làm được gì, tới đâu. Và nếu phù hợp, mình cũng sẽ chọn ở lại lâu dài. Vấn đề này không có một thước đo cụ thể đúng sai, tùy thuộc vào suy nghĩ, hoàn cảnh, điều bạn muốn làm, hướng tới. Nếu bạn là một người an toàn, muốn ổn định, thì có thể chỉ cần một mối tình đầu, một công ty để gắn bó, một gia đình nhỏ hạnh phúc là đủ cho một quãng đường thanh xuân đẹp. Ngược lại, bạn là một người ưa trải nghiệm, muốn thử thách bản thân, thì có lẽ chặng đường thanh xuân của bạn sẽ khó khăn, vấp ngã hơn nhiều. Dù tuổi trẻ của bạn chọn có một hay hơn một người để yêu, một công ty để gắn bó, miễn sao bạn cảm thấy phù hợp, thoải mái với cuộc sống mình đang có. Tuổi tác đôi khi chỉ là một con số, bắt đầu ở 20 hay 30 đi chăng nữa, miễn sao bạn tìm về được với cuộc sống mình mong ước, với người mà bạn muốn ở bên cạnh suốt giai đoạn sau của cuộc đời. Hãy cứ trải nghiệm, hãy cứ thử thách bản thân để biết cảm xúc cực độ của bạn tới đâu, để biết những điều bạn vốn dĩ bạn làm được nhưng bị giới hạn bởi suy nghĩ, nỗi sợ. Tác giả Cửu Ba Đạo từng viết, tuổi thanh xuân như một cơn mưa rào, cho dù bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa. Thật vậy, không quan trọng sau này chúng ta như thế nào, quan trọng chúng ta đã sống hết mình, trân trọng từng khoảnh khắc, để mỗi khi nhìn lại chúng ta có thể mỉm cười, không hối tiếc vì những ngày tháng thanh xuân đã qua. Bạn thân mến, cuộc đời ngắn lắm, đôi khi hãy cho bản thân một khoảng lặng để cảm nhận những điều quanh ta, để hiểu điều mà ta mong muốn, để nhìn lại chặng đường mà ta đã đi. Khi đó ta nhất định sẽ nhận ra được rất nhiều điều, thấy được ta đã bỏ quên quá nhiều thứ. Cứ mỗi lần bước chân ra đường, tôi lại nhìn thấy một con đường tấp nập xe cộ qua lại như mắc cưỡi. Tiếng còi xe inh ỏi như muốn nói lên rằng mình đang rất vội. Nhìn ở một góc vỉa hè, hai người phụ nữ đang nói chuyện với nhau vài câu rồi đi ngay. Họ thậm chí còn không dành vài giây để gửi cho nhau một lời tạm biệt. Đó đều là những hình ảnh không hề xa lạ với tôi. Tôi đã quá quen với lối sống bận rộn hối hả, tấp nập của cuộc sống. Tôi vẫn cứ lên xe và bắt đầu một ngày bận rộn của riêng tôi. Mỗi khi màn đêm buông xuống, tâm trí tôi vẫn đang vướng bận với những lịch trình, công việc của ngày tiếp theo. Cuộc sống là thế, bận rộn và những áp lực cứ đè nặng lên vai mỗi người. Những người trẻ tuổi thì chạy theo ước mơ, hoài bão, bước đi không ngừng nghỉ trên con đường sự nghiệp của họ.
Đến lứa tuổi trưởng thành thì phải chịu những gánh nặng về tài chính, về gia đình và con cái. Đời người là vậy, chưa từng có một phút giây ngừng nghỉ. Cuộc sống lo toan, bộn bề và áp lực như đã lấy hết thời gian riêng tư của ta. Có lẽ cũng vì vậy mà đã rất nhiều người đã đánh mất khoảng lặng của riêng mình. Đó là khi ta tạm dừng chân lại trên con đường đời để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận bản thân ta và tự cho ta một khoảng lặng để nghỉ ngơi giữa dòng đời xô bề này. Màn đêm buông xuống với những suy tư trầm mặc, cuộc đời bộn bề lo toan thì những nỗi buồn sâu thẳm trong đáy lòng sẽ than thở cùng ai. Có đôi lúc tôi tự dặn lòng và để cho bản thân một khoảng lặng, một chút riêng tư, một chút ngừng nghỉ. Nhưng rồi tôi lại bị cuốn vào dòng đời này, lại bận rộn, lại lo toan. Cuộc đời mỗi người là một con đường thẳng, và khi những đường thẳng giao nhau thì tạo thành những ngã ba, ngã tư. Ta cứ đi hết đường thẳng thì lại gặp ngã ba này đến ngã tư khác. Còn người cứ loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn này mà lại để quên mất bản thân mình, đánh mất thời gian của riêng bản thân. Sự quẩn quanh bế tắc đó đôi khi lại làm ta bất lực. Đôi khi tôi tự hỏi bản thân, đến khi nào tôi mới có thể tạm dừng lại bước chân để dành một phút riêng cho mình? Khi nào mới có thể thoát khỏi cái vòng quanh quẩn của cuộc đời? Ngày hôm đó, sau khi kết thúc một ngày dài bận rộn, tôi lên xe trở về nhà. Con đường ấy không biết tôi đã đi bao nhiêu lần, nhưng chưa từng một lần tôi thật sự nhìn ngắm nó cho thật kỹ. Thay vì trở về, tôi dừng xe lại, chẳng để làm gì cả. Tôi chỉ nhìn ngắm và đôi khi nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng gió thổi, tiếng xào xạc của những chiếc lá, tiếng những chú chim ríu rít khi đêm về. Tôi để cho tâm trí tôi hoàn toàn thả lỏng và khi ấy tôi nhận ra tôi đã bỏ quên quá nhiều điều trong cuộc sống, rất nhiều điều. Tôi đã tự tạo cho bản thân sự áp lực, tự đặt lên vai tôi những trách nhiệm, những lo toan và rồi lại đánh mất khoảng lặng của bản thân, lãng quên những nét đẹp giản dị mà tuyệt vời của cuộc sống, của tạo hóa đã ban tặng. Tôi tự hỏi từ trước đến giờ tôi thực sự đã làm điều mà bản thân mong muốn chưa? Đã từng hết mình theo đuổi hoài bão thực sự trong tim mình chưa? Chưa, tôi chưa từng, tôi đã tự áp đặt bản thân vào một khuôn khổ. Và giờ khi đã hiểu ra tôi muốn phá tan cái khuôn khổ ấy để bước đi trên con đường của riêng tôi, con đường mà tôi tạo ra, bước đến cái đích mà tôi mong muốn bằng cách của tôi. Lỗ Tấn cũng đã từng nói rằng, trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Tôi muốn tự tìm con đường để bước tới hoài bão của bản thân, theo đuổi thứ bản thân thật sự mong muốn. Trái tim tôi rộn lên những nhịp đập của tuổi trẻ, những khao khát của ước mơ, cháy bỏng lên ngọn lửa của nhiệt huyết, của khao khát. Cái cảm giác đã rất lâu rồi tôi không cảm nhận được, đó là khao khát được là chính mình, được sống như bản thân mong muốn, được cảm nhận cái đẹp nhỏ bé và giản dị của đời sống. Tôi đã tìm thấy được khoảng lặng của bản thân thôi, hiểu được điều mà bản thân mong muốn. Cuộc đời ngắn lắm, đôi khi hãy cho bản thân một khoảng lặng để cảm nhận những điều quanh ta, để hiểu điều mà ta mong muốn, để nhìn lại chặng đường mà ta đã đi. Khi đó ta nhất định sẽ nhận ra được rất nhiều điều, thấy được ta đã bỏ quên quá nhiều thứ. Hãy thay đổi bản thân từ bây giờ, hãy tìm đến khoảng lặng của bản thân để cảm nhận. Đừng để khi ta nhận ra thì đã quá muộn. Các bạn thân mến, ai đó nói rằng khi trưởng thành thì bạn lại hay mang trong mình cái cảm giác lưng chừng cô đơn. Và bạn cảm thấy một phần của mình trong câu nói đó. Cô đơn, đó là thứ cảm xúc lạ kỳ. Không chỉ khi người ta buồn và không có người sẻ chia thì cô đơn mới tìm tới. Không phải chỉ khi ta mới chia tay một người thì ta mới thấy cảm giác cô đơn. Mà ngay cả khi tưởng như ta đã đủ mạnh và đã quên đi những tổn thương cũ, thì một lúc nào đó cô đơn vẫn cứ tìm tới ta. Đã lâu, thật lâu rồi, tôi mới lại có cảm giác nhớ một người nhiều đến vậy. Mong từng tin nhắn, mong từng lần xuất hiện. Chẳng còn nhỏ nữa, nên tôi đủ hiểu thứ cảm xúc đó là gì. Cứ từ từ thiêu đốt, mà lại chẳng thể buông tay. Yêu đơn phương là vậy đấy. Cố tự dặn lòng, mình rất lý trí, nhưng lại hụt hẫng vì chẳng mạnh mẽ được như vậy. Đôi lúc, tôi cũng muốn lắm, kỳ vọng vào một mối quan hệ, nhưng lại giật mình buông lơi. Cảm xúc đến từ một phía, và tình cảm thì chẳng đủ sâu. Cái gì dễ dàng có được thì cũng dễ mất đi, kỳ vọng rồi lại thất vọng. Đôi khi, cũng lại muốn mình đọc được suy nghĩ của người khác để xem tình cảm của người ta ra sao, nhưng rồi lại cũng sợ. Khi biết được sự thật,
khéo lại đau hơn bây giờ. Bạn biết đấy, khi đã không có tình cảm với một người nào đó, thì không có gì dễ dàng hơn là ghét bỏ. Yêu nhau đã khó, vậy tại sao không quay đầu tạo cho mình và cả người ấy những con đường mới, để rồi sau này nhìn lại, người ấy đã cho ta một mảng ký ức đẹp, chỉ là chưa đủ sâu để có thể đi dài hơn nữa. Có lẽ mỗi người có một cách nhìn nhận, đánh giá và chiêm nghiệm về cuộc đời, về tình yêu khác nhau. Có thể với người này là đúng, nhưng với người kia sẽ là sai. Với người này là hạnh phúc, nhưng người kia sẽ cảm thấy khổ đau. Khi con người ta trưởng thành, khái niệm về tình yêu cũng sẽ thay đổi. Ví như khi còn thơ trẻ, yêu là cuồng si, là cho đi hết thảy. Nhưng lớn rồi sẽ khác, vì người ta sợ vết thương cũ chưa lành, sợ gây thêm nhiều vết thương mới nên không thể yêu hết lòng nữa. Luôn giữ cho mình phần nào lý trí, để nhỡ không đến được với nhau, còn có thể bớt khổ đau mà đến bên một người khác. Khi trưởng thành, bạn hay mang trong mình cảm giác lưng chừng cô đơn, vì không hẳn là không có người để quan tâm, chăm sóc. Nhưng tại một thời điểm nào đó, một phút giây nào đó, bạn vẫn cảm thấy mình trong tranh và lạc lõng giữa chốn đông người. Vậy cứ để mặc cho cuộc đời xoay vần, xoay hoài, xoay mãi, mệt rồi sẽ lại dừng thôi. Các thính giả yêu Blog Radio thân mến, cô đơn đó là thứ cảm xúc có thật và đôi khi ta cảm thấy khó lòng kiểm soát được nó. Nhưng xin bạn đừng để cô đơn ngự trị quá lâu trong trái tim và đặc biệt trong tâm hồn của bạn. Để kết thúc cho chương trình Blog Radio của tuần này, xin dành tặng bạn bài viết ngay sau đây. Và nếu như bạn đang cảm thấy nỗi cô đơn đã ngự trị trong trái tim mình quá lâu rồi, thì hãy dành thêm một chút thời gian để đến với cảm giác hạnh phúc hơn qua bài viết này nhé. Đừng biến bản thân thành kẻ bị động và chỉ biết chờ đợi. Đừng chờ đợi người khác mang hạnh phúc tới cho mình thì mới cảm nhận nó. Hãy tin tôi đi, bạn có thể tự mình không chỉ tạo ra hạnh phúc cho bản thân mà còn mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người khác. Hạnh phúc từ trái tim ta được gửi từ tác giả Trần Thu Trang. Hạnh phúc là cho đến tận hôm nay, bạn có thể đưa tay ra, nâng niu đôi bàn tay chai sạn của mẹ, đôi bàn chân gầy guộc của cha. Là khi ngay giây phút này đây, bạn có thể dõi theo mắt mình để đọc từng con chữ qua từng câu viết này để biết rằng hạnh phúc vẫn luôn tồn tại quanh ta. Tôi đã từng có một khoảng thời gian dài chắc nịch với ý kiến của mình rằng hạnh phúc là những thứ mà ta đạt được khiến cho ta thỏa mãn với tham vọng có được nó. Nhưng có lẽ sau gần 3 năm tròn tôi ra đời kiếm sống, bỏ lại sau lưng những tháng năm dài trên lớp học và giảng đường, thì tôi đã nhận ra một điều: hạnh phúc luôn bên ta và cuộc sống luôn cho ta cơ hội để hạnh phúc. Hạnh phúc là do chính ta tạo nên. Tôi chắc một điều rằng bất cứ ai khi nghe tới hai từ hạnh phúc, đầu tiên sẽ nghĩ tới dạng cảm xúc thăng hoa của tình yêu. Thế đã khi nào bạn thử hình dung ra hạnh phúc nó có hình dạng và màu sắc như thế nào chưa? Hãy thử đi cùng suy nghĩ với tôi. Tôi nghĩ hạnh phúc có hình tròn và màu trắng trong suốt. Bạn có thấy vui sau một ngày dài mệt mỏi, những lúc thấy yếu lòng về đến nhà có một vòng tay của mẹ, của cha hay của người yêu thương đang mở rộng để ôm lấy, an ủi vỗ về. Có thể có những giọt nước mắt rơi, rơi vì ấm lòng. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Tôi chắc rằng khi có người nhận được câu hỏi này, sẽ không có ai trả lời là không cả. Và tôi tin bạn là một trong 10 người đó. Thế là bạn đang hạnh phúc và có được hạnh phúc. Khi bản thân của bạn đang gặp phải bế tắc trong cuộc sống, bạn sang đôi tay mình và cùng bạn đỡ lấy những khó khăn, san sẻ mệt mỏi, để bạn của mình lại nở nụ cười tươi. Chắc chắn bạn của bạn giống như bạn sẽ thấy vui và cảm thấy hạnh phúc, bởi vì bạn đã mang đến hạnh phúc cho người khác. Đó là khi bạn chia sẻ một phần lương mà bạn nhận được để giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn, dù rất nhỏ, nhưng khi bạn nhận thấy được ánh mắt rạng ngời và đầy tia hy vọng của người được giúp đỡ, thì bạn sẽ thấy ý nghĩa và đẹp tới nhường nào. Bạn thấy không, đơn giản là như vậy thôi.
hạnh phúc là một vòng tròn, nó giống như một vòng tay, trao yêu thương, an ủi, vỗ về, cảm thông, sẻ chia, cho và nhận. Đôi khi bạn phân vân rằng, có phải vì đường phố quá đông mà hạnh phúc tắc đường đến muộn? Đừng biến bản thân thành một kẻ bị động và chỉ biết chờ đợi. Đừng chờ đợi người khác mang hạnh phúc tới cho mình thì mới cảm thấy nó. Hãy tin tôi đi, bạn có thể tự mình không chỉ tạo ra hạnh phúc cho bản thân mà còn mang lại hạnh phúc đến nhiều người khác. Hãy đi và trải nghiệm để tìm tới hạnh phúc cho chính mình. Mỗi câu nói, mỗi việc làm của bạn mang ý nghĩa tích cực thì chính bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc. Còn người ta cứ mải miết đi tìm những điều gì xa xôi mà khẳng định rằng đạt được nó thì mới hạnh phúc. Vậy thì đã một lần bạn thử thu nhỏ tầm nhìn về hạnh phúc của mình lại chưa? Thế giới bên ngoài chưa cần điều gì đó lớn lao mà đôi khi ngay ngoài chính cửa ngõ, ngay chính trong làng quê hay thành phố nơi bạn sống, là trên con đường bạn đi mỗi ngày, bạn có thể tự tìm thấy hạnh phúc của mình qua những nụ cười và cử chỉ yêu thương trao nhau. Gia đình, bạn bè, những người ta từng gặp, người ta từng giúp đỡ và từng người ta giúp đỡ. Chỉ cần bản thân luôn an nhiên, sống bình yên và tự tại, cần gì đâu hối hả giữa bản ngã cuộc đời. Tôi nhầm tưởng hạnh phúc không có chỗ cho mình và tôi sai vì tôi đã yêu thương trở lại. Chẳng phải bạn vẫn còn nở nụ cười khi ai đó vẫn nhớ tên bạn sau những khó khăn và mệt nhoài giữa những thăng trầm của cuộc sống. Buộc ta phải bước qua, ta mới thấy bản thân mình có giá trị và khả năng bền bỉ như thế nào để đi qua bão giông của cuộc đời. Đi qua những tháng ngày trong bóng tối thì mới nhận ra ai bên ta, thắp nến dõi đường mang chút ánh sáng ấm áp cho ta. Đó là khi ta tìm thấy hạnh phúc thật sự. Vì vậy, tôi tin rằng hạnh phúc có hình tròn và màu trắng. Cuộc sống luôn công bằng cho tôi, cho bạn và tất cả mọi người. Khi bạn mang hạnh phúc của mình chia sẻ cho mọi người thì bạn cũng nhận được hạnh phúc từ người khác mang đến bạn. Màu trắng là màu nền của hạnh phúc, để cho bạn và chính cuộc đời bạn vẽ nên rất nhiều sắc màu khác để tạo ra một cuộc sống muôn màu. Bởi vì hạnh phúc từ tâm ta, cần đâu tìm quá xa, ngân nga mãi khúc ca, những lời ca hạnh phúc. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.